Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử ca sĩ Bùi Anh Tuấn, hoàng tử hát tình ca. Nhắc đến Bùi Anh Tuấn, người ta sẽ nhớ đến chàng ca sĩ có giọng ca cao vút, mang khuôn mặt lãng tử. Sinh ra trong gia đình không theo ngành nghệ thuật tại Hà Nội, nhưng lại rất nhiều người có giọng hát hay. Chàng ca sĩ sinh năm 1991 cũng mang theo đam mê âm nhạc từ đó. Ít ai biết được, để có được thành công như hiện nay, Bùi Anh Tuấn từng gặp phải muôn vàn những trở ngại, trong đó khó khăn số 1 là việc thích nghi với căn bệnh viêm mũi dị ứng, căn bệnh ngặt nghèo đối với những người làm nghệ thuật. Tuy nhiên, bằng cả sự đam mê, vừa vào lớp 10 anh đã nam tiến và theo đuổi con đường nghệ thuật. Và thực sự thành công đã đến với chàng ca sĩ 1991 bởi sự nỗ lực và đam mê ấy. Tiểu sử ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Họ tên đầy đủ: Bùi Anh Tuấn. Ngày tháng năm sinh: 9 tháng 9 năm 1991. Quê quán: Hà Nội. Bùi Anh Tuấn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, là anh cả trong gia đình, sống cùng với ông bà bố mẹ. Gia đình bên nội của Tuấn không theo ngành nghệ thuật, nhưng rất nhiều người có giọng hát hay, đặc biệt là bố của Tuấn. Đời tư của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Showbiz từng gọi tên Bùi Anh Tuấn là chàng ca sĩ lắm tài nhiều tật, khi anh liên tiếp vướng phải hàng loạt những thị căng đang không đáng có. Chàng ca sĩ gốc Hà Nội chưa từng lên tiếng thanh minh, tuy nhiên anh lại dành thời gian để nhìn lại bản thân và tất cả. Đó là khoảng thời gian sự nghiệp của anh chững lại một nhịp để sau đó trở lại mạnh mẽ như bây giờ. Về chuyện tình cảm, Bùi Anh Tuấn từng vướng tin đồn với nhiều hot girl xinh đẹp, tuy nhiên câu chuyện tốn nhiều giấy mực nhất có lẽ phải kể đến câu chuyện tình cảm cùng ca sĩ Hương Tràm. Sân khấu, giọng hát Việt chính là nơi xe duyên cho cặp đôi trẻ. Những rung động đầu đời khiến họ cảm thấy quyến luyến nhau nhưng cũng không thể đi được đoạn đường dài. Đến hiện tại, họ vẫn là anh em, đồng nghiệp tốt và cùng kết hợp ra nhiều sản phẩm chất lượng. Có thể khẳng định, Bùi Anh Tuấn đang là một ca sĩ tên tuổi trong làng showbiz hiện nay với lượng fan khổng lồ, không hề thua kém sao lớn nào khác. Riêng với những khán giả quê nhà, Bùi Anh Tuấn thường xuyên xuất hiện tại Hà Nội với những mini show ấm áp tại phòng trà Chelsea. Âm nhạc của anh lan tỏa, khiến những khán phòng luôn chật cứng khán giả. Con đường sự nghiệp của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. 16 tuổi, Bùi Anh Tuấn quyết định vào Nam một mình tự lập để khắc phục căn bệnh viêm mũi và theo đuổi con đường nghệ thuật. Năm 18, 19 tuổi, Bùi Anh Tuấn tham gia một số cuộc thi âm nhạc và chỉ đạt được một số giải thưởng nhỏ. Không chịu khuất phục trước sự cô độc và khó khăn nơi đất khách quê người, chàng ca sĩ sinh gốc Hà Nội vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Năm 2011, khi Bùi Anh Tuấn 20 tuổi, anh đạt giải nhất trong cuộc thi Coca-Cola Music Award và giải nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Đây chính là bước đệm đầu tiên và quan trọng nhất khiến anh chính thức trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phải mãi tới khi Bùi Anh Tuấn tham gia Giọng hát Việt 2012, hào quang mới thực sự đến với anh. Bản hit Nơi tình yêu bắt đầu được Bùi Anh Tuấn thể hiện ở vòng giấu mặt, công phá mọi bảng xếp hạng, vì thể hiện lên đến chục triệu lượt xem. Và cái tên Bùi Anh Tuấn trong một đêm được hàng triệu khán giả biết đến và yêu mến. Và người ta gọi anh chàng có mái tóc xù cùng đôi kính cận là hoàng tử hát tình ca. Từ đó, cả chặng đường chàng ca sĩ Hà Nội tới cuối cuộc thi trải đầy hoa hồng, anh được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt. Dù không thể giành giải quán quân, tuy nhiên, anh được coi là một trong những ca sĩ thành công nhất trước và sau khi bước ra khỏi giọng hát Việt. Với kinh nghiệm từng chinh chiến trên không ít mặt trận của những cuộc thi ca hát, Bùi Anh Tuấn dần chứng minh mình không phải là một hiện tượng nhất thời mà là ca sĩ giàu thực lực. Anh tiếp tục chinh phục khán giả bằng hàng loạt những bản hit ngay sau đó. Giọng hát cao vút, nhẹ nhàng, truyền cảm cùng vẻ ngoài thư sinh hiền lành, trong cặp kính cận trí thức, chàng ca sĩ 1991 ngày càng được đón nhận với những ca khúc gây bão, Đã từng, Xin em, Hẹn một mai, If I Do. Không chỉ bó mình trong những bản ballad nhẹ nhàng, Bùi Anh Tuấn còn chinh phục khán giả khó tính bởi những với các ca khúc nặng đô như Vết chân tròn trên cát, Một mình, Thời hoa đỏ, mang hơi thở mới nhưng cũng đầy truyền cảm. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.